Relax on my skin. This is love. No, it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling in love. Hello. Chào mừng mọi người đã đến với Casey Wu và mình là Casey đây. Hôm nay sẽ là ngày đi học offline đầu tiên của mình tại ngôi trường mới, ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong. Và mình đã dậy rất sớm, 5:15, và bầu trời nó vẫn còn tối và mọi người có thể nghe được tiếng gà gáy. Mình sẽ vào lấy đồng phục để đi vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Khuôn mặt mới ngủ dậy của mình hơi dị, mọi người thông cảm nha. Mình đi tắm đây. Six and a half hours later. Mời mọi người chiêm ngưỡng đồng phục của Lê Hồng Phong. Khá là basic nhưng mà dễ thương là được. Bởi vì ở cấp 2 thì mình đã mặc quần sẵn rồi nên là lên cấp 3 cũng thấy bình thường và không lạ lẫm gì mấy. Mình sẽ mang nước đi học và đựng vào cái bình khắc tên của mình, Casey. Yay! Và bây giờ chúng ta hãy cùng xách ba lô lên và đi thôi. Có mang nguyên bịch luôn hả mẹ? Ừ. Các bạn lấy tiền rồi, nguyên lấy tiền. Mặc tiền chưa? Không hiểu sao lúc này mình có thể cồng kềnh được như vậy. Lấy có mỗi cái khẩu trang mà cũng không xong. Đeo khẩu trang và mình chuẩn bị đi học thôi nào. Thật sự thì lúc này mình cực kỳ háo hức luôn mà ngồi. Vì lúc này là cái hành lang của chung cư mình nó đang tối om luôn, nên là mình phải bật flash lên. Hello. Mình đã đến lớp sau. Đúng vậy, nãy giờ quay mà sợ bị giật á. Ủa alo, bạn có ổn không? Lúc này thì chưa có vô lớp nên là tụi mình tâm sự tuổi hồng. Xong rồi ngồi ngắm cảnh lớp cái thứ. Trong khi đó lớp không có cảnh gì để ngắm nha. Rồi bây giờ hãy xem Casey mang gì đi học nè. Đầu tiên là một chiếc kính. Thứ hai là một quyển tập trống không. Thật ra là mình có viết nha mọi người. Tiếp theo là sách giáo khoa. Không mang sách thì sao học được trời. Cuối cùng đó chính là hộp bút. 10 điểm của tôi đó, tôi vẽ bùa lên đó. Lúc này là cô mình đang cho ngồi ôn tập á, mà mình ngồi mình quay clip á mọi người. Hello, đi về vậy ra, hello, đúng rồi. Quỷ. Hello, chị. Hello. Hello. Hello mọi người, đây là những con bạn của mình nha, đứng hàng 2 mét ra coi. Mọi người, xinh, quá xinh. Đứng hàng 2 mét nha. 2 mét nha. Ăn cơm tấm không? Không thôi. Đấy nha, mai muối fly cam. Ừ, thiệt đó. Có chi, anh bị rớt 50 ngàn đúng không? Trời ơi. Nam nó ra lên mua lớp quá trời kìa. Oh my god, phải mất tiền. Thế thôi nhưng mà từ từ đi. Mất tiền rồi, đi tìm cái chiếc y nữa mà. Bye bye.
Lê Hồng Phong. Chào anh em nha. Theo chân tụi mình đi học nha. Vô đi lên lớp thôi. Hôm tao nói sáng mà con quỷ. Nó tối thiệt. Check it. Đi học thì phải có cảnh học đúng không? Vậy mà mấy con quỷ đằng sau nó cứ làm cho con bò. Nó còn rủ mình nữa nè. Không hiểu luôn. Ổn không vậy? Thôi, giờ mình sẽ nghiêm túc học nha. Vì tuần sau tụi mình có kỳ thi cuối kỳ nên là bây giờ tụi mình đang trong thời kỳ ôn tập và mình đang phải sửa những cái đề hóa để mình ôn. Mọi người có thấy mình chăm chỉ không? Vì đi học trong thời kỳ dịch bệnh rất là căng thẳng nên là mình đã mang theo bình xịt khuẩn. Đoạn này mình làm cùng làm riêng gì mình cũng không có biết nữa. Tụi mình đi về rồi nè mọi người. Hello đi mọi người. Hello đi về nè mọi người. Người đẹp nhất thế gian, xin chào mọi người. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thôi mình đi về nha. Bye bye mọi người nha. Hết một ngày rồi nha mọi người. Ấy. Hello. Mình đói quá, sáng giờ mình chưa ăn gì hết, mình đâu có. Chào các bạn. Mọi người thấy tóc mình nâu không? Không nha bạn nha. Lý do tóc mình nâu á là do mình cũng không biết. Không nha, do bạn xàm chứ không phải do bạn không biết đâu. Thôi bây giờ mình sẽ đi về. Mình đợi bạn mình dễ tập. Cái gì cơ? Thằng nào kia? Thằng này á. Người yêu.